Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ rưỡi tối hàng tuần. Đặc biệt trong chương trình này, chúng ta có thể gọi vào đặt câu hỏi trong lúc thầy giảng pháp để thầy có thể hướng dẫn cho chúng ta. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích trả lời những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp thanh tịnh của Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào anh Nhật Tường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, là người Phật tử, ai nấy trong chúng ta không một lần hay là nhiều lần, chúng ta khi chúng ta đi chùa tụng kinh, chúng ta cũng có dịp được quý thầy hướng dẫn và ngồi chung đạo tràng tụng chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm hoặc là các thằng chú khác. Vậy tại sao gọi là chú mà tại sao không gọi là kinh? Và cái sự diệu dụng của tụng chú là như thế nào? Và công đức đem lại cho bản thân mình như thế nào? Những câu hỏi đó hôm nay sẽ được thầy hướng dẫn và trả lời trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con có câu hỏi là như thế này, là tụng chú hay là pháp môn tụng chú hay là mật tông đây là bắt đầu từ trong đạo Phật, nó bắt đầu từ đâu, kính bạch thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường và cảm ơn đại chúng. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra đó là tịnh độ trên là mật tông bắt đầu từ đâu? Dạ. Thì như thưa là quý vị, tất cả giáo nghĩa đều do Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Chúng ta còn nhớ được kiết tập kinh điển lần thứ nhất ở tại Động Tất Bát La. Lúc bây giờ tôn giả Phú Lâu Na đi về không kịp. Và sau khi đại chúng kiết tập xong thì tôn giả Phú Lâu Na mới về. Ngài Mahakajip nói rằng năm trăm vị thánh giả không thể chờ đợi tôn giả được, cho nên đã cùng nhau kiết tập. Và giờ đây đã giải tán mỗi người một nơi để hoàn pháp lợi sinh. Tôn giả Phú Lô Na nói rằng vậy thì các ngài đã kiết tập những gì? Lúc bây giờ Tổ Mahakajip mới nói lại đại cương những gì kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Tổ Phú Lô Na nói rằng còn một điểm, đó là mật tạng. Đó là mật tạng. Tại sao trong đợt kiết tập này không có được nhắc đến? Thưa lực quý vị, quả nhiên Đức Phật giảng dạy tùy theo căn tánh chúng sanh khác biệt, cho nên có một cái phương pháp thích hợp với căn tánh chúng sanh đó. Do vậy cho nên tôn giả Phú Lâu Na là người thuyết pháp đỡ nhất, là người thường xông xáo vào những cái hoàn cảnh hết sức là trong gai, ví dụ như những cái bộ tộc rất là khó khăn ở tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Do vậy cho nên tôn giả Phú Lâu Na được Đức Thế Tôn dạy cho mật tạng. Thành ra sau đó tôn giả Phú Lâu Na trở về với tại dùng Hy Mã Lạp Sơn và tập hợp cả ngàn đồ chúng của mình để kiết tập và giữ gìn đầy đủ những giáo nghĩa thậm thâm ở trong mật tạng. Thế rồi mật tạng đó được truyền bá và phát triển đỉnh cao lên tới tận Tây Tạng, đến tại Trung Hoa, rồi đến tại Việt Nam hoặc là Nhật Bản. Nhật Bản thì người ta gọi là Đông Mật, ở Tây Tạng người ta gọi là Tây Mật. Thì thưa liệu quý vị, đó là khởi nguyên, đó là cái gốc rễ, nguồn gốc của mật tông, nó là như vậy. Tuy nhiên thưa liệu quý vị, đối với giáo pháp của Phật thì chúng ta nên tiếp xúc Phật giáo với một dạng pháp vị của Như Lai, chứ chúng ta không nên tiếp xúc với một dạng mật tông hay là xin là tông phái, bởi vì tông phái nó có cái tính khác biệt và nó thuyết phục người ta đi theo tính tông phái. Do vậy cho nên đôi khi chúng ta chấp trước trong môn phái lại càng không nên. Như vậy thì để kết luận lại câu trả lời này, tức là tất cả giáo pháp đều từ kim khẩu của Đức Như Lai lưu xuất, và Tổ Phú Lâu Na chính là vị tổ đầu tiên ở trong Phật giáo, ở trong mật tạng đó, mà sau này phát triển lên thành là mật tông đó, thưa là quý vị. Và cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Qua cái sự ban bố câu trả lời của thầy cho con, thì câu hỏi kế tiếp của con là trì chú là gì, và phần hai là tại sao chúng ta phải trì chú? Xin cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai, trì chú nghĩa là gì và tại sao chúng ta phải trì chú? Yeah.
Trì tức là nắm giữ, chú tức là mật chú. Mật chú chúng ta có thể hiểu là Đà La Ni. Đà La Ni tức là tống trì. Tống là gì? Là tống nhất thiết pháp. Trì là gì? Tức là trì nhất thiết nghĩa. Giáo nghĩa thậm thâm của Đức Như Lai nối rộng rãi vô số, nhưng gồm thâu lại, người ta gọi là tinh hoa. Mà tóm tắt ở trong tinh hoa thì người ta gọi là mật chú. Cho nên mật chú được gọi là tinh hoa trong tinh hoa. Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, đó gọi là chú. Và trì tức là chúng ta nắm giữ ở trong tâm. Như vậy thì chúng ta thực hiện bằng một phương pháp, đó là chúng ta nắm giữ câu chú ở trong tâm liên tục không gián đoạn. Đây gọi là trì chú. Và thưa quý vị, tại sao chúng ta phải trì chú? Đơn giản là như thế này. Chúng ta sống ở trong vọng tâm sinh diệt, không gián đoạn đời này sang đời khác. Chúng ta thấy giáo pháp của Như Lai bằng ba cái giai đoạn căn bản để đi đến Niết Bàn. Thứ nhất là chúng ta khởi tâm nhàm chán những cảm thọ phiền não khổ đau thường hay tái diễn trong tâm của chúng ta. Bước thứ hai là ly niệm. Và bước thứ ba là gì? Là khởi quán vô thường. Như vậy thì tám dạng 4.000 pháp môn tu của Phật đều có tác dụng ly niệm, đều có tác dụng ly niệm. Và trì chú là một trong những pháp môn ly niệm, mục đích để chúng ta rời niệm niệm sinh diệt và an trú ở trong nhiếp niệm hiện tiền. Đây gọi là đại định. Mà từ trong đại định đó quán chiếu và khởi quán về vô thường, cho nên thấu triệt ngũ uẩn giai không và chứng đắc vô ngã, đi vào trong niết bàn tịch diệt. Đây chính là căn bản của pháp môn trì chú. Hay chúng ta nói cách khác là tâm chúng ta chuyên nhất vào trong câu chú, cho nên chúng ta tạm rời tất cả những vọng niệm sinh diệt, cho nên chúng ta đạt được ly niệm. Mà nhờ cái ly niệm này, chúng ta mới có cơ hội chứng đắc được tự tánh vốn không, chứng đắc được cái pháp vô ngã. Thì đây chính là cái lợi ích, xin là tại sao chúng ta phải trì chú. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. À, Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. À, Di Đà Phật, dạ, kính thưa quý vị, hiện nay quý vị đang theo dõi chương trình được thu hình trực tiếp nha, không phải là đang phát lại. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về Phật pháp, quý vị có thể gọi vào. Có nhiều cô kỳ lý trong hành hương nói là, ủa tôi gọi vào không được. Đó là tại vì mình không phải đúng như ngày thứ năm lúc 7:30 tối. Hiện nay là chương trình đang phát hình trực tiếp, quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi để thầy hướng dẫn cho chúng ta. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp của con là như vậy. Tuần vừa rồi thầy giảng về sự lợi ích của sự tụng kinh. Tuần này thì mình về nói về đề tài là trì chú. Về mặt sự thì thấy khác biệt giữa trì chú niệm Phật và trì chú, nhưng đứng cái phần mà công đức diệu dụng hay là lý tánh tuyệt đối đó, khác biệt như thế nào, hay là có giống nhau hay là không? Dạ, thưa anh Nhật Tường, kính thưa đại chúng, tám dạng 4.000 pháp môn tu của Phật như là những cái liều thuốc đối trị những căn bệnh của chúng sinh. Thì tụng kinh trì chú niệm Phật, tất cả những pháp môn nào cũng như là những cái liều thuốc để đối trị cái tâm nhiễm trược trong sanh tử của chúng ta. Cho nên có những chúng sinh thích trì chú, thích sự ẩn mật, kỳ diệu, huyền bí, thì pháp môn trì chú lại rất cần thiết. Có những chúng sanh chỉ thích niệm Phật thôi, thì pháp trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà hoặc là Đức Thích Ca rất là cần thiết. Dạ, xin mời câu hỏi ạ. A-di-đà Phật, mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, A-di-đà Phật, dạ, tôi đang theo dõi Thượng Tòa đang về văn đáp. Thì xin muốn biết là cái kinh dược sư tại sao để lại là trong cái thời tượng Pháp chứ không phải là thời mạt Pháp? Dạ, mời cô nói tiếp đi ạ. Dạ, đó là cái câu hỏi của tôi ạ. À, là câu hỏi của cô là kinh vô sư là được để lại trong thời tượng Pháp, là thời mạt Pháp phải không cô? Dạ. A Di Đà Phật, dạ chúng con cũng thỉnh thầy. Dạ, mô Phật. Dạ, xin cảm ơn quý Phật tử. Kinh Dược Sư được đối lại trong đời tượng Pháp hay là mạt Pháp? Thực ra chúng ta hiểu về mặt lịch sử như thế này thì nó không có được rồi. Kính thưa quý vị,
Cốt tủy của Kinh Dược Sư đó là một trong những cái bài kinh với lòng đại bi của Đức Phật mà cứu độ chúng sinh. Cho nên Phật trở thành một vị dược sư, như là một ông thầy thuốc. Và ông thầy thuốc này hiểu rõ sâu xa cái thuốc của chúng sinh, cái thuốc để chữa bệnh, tức là hiểu rõ cái khổ của bệnh và biết rõ tác dụng của thuốc chữa bệnh. Căn bản tinh thần này là tinh thần của dược sư. Và ở trong dược sư nó còn có pháp sám hối dược sư. Pháp sám hối dược sư này tức là diệu dụng mà chư Phật thương tưởng chúng sanh đỡ lại cho đời. Ở trong đời chánh pháp, người ta không có phát triển cái phương pháp này, bởi vì trí tuệ người ta rất cao, đại định rất dối, cho nên trong trí tuệ và đại định có thể liễu ngộ chân lý chứng đắc niết bàn. Còn ở trong cái đời tượng pháp và mạt pháp thì kinh dược sư nó phát triển mạnh hơn, là bởi vì tâm tánh chúng sinh nó phù hợp hơn chi vậy thôi. Chớ đừng cho rằng là kinh dược sư là đỡ lại trong đời tượng pháp hay là mạt pháp. Ai đỡ lại ở đây? Và không lý nào đời tượng pháp mạt pháp tự nhiên có kinh dược sư. Những điều này thú vị chúng ta có thể tìm đọc ở trong dược sư sám pháp, qua cái bài kệ tán thán của quốc sư Ngọc Lâm thì chúng ta mới hiểu rõ hơn về bản chất của kinh này. Và đây là một câu hỏi rất hay, hy vọng Phật tử này nên đến tại Bồ Đề Phật Quốc vào ngày mai từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Chúng tôi đang có pháp hội dược sư thì chúng tôi sẽ hướng dẫn câu hỏi này cho các vị rõ hơn. Dạ, cảm ơn quý vị đang lắng nghe. Đó là một cái nhân duyên tốt. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm về cái câu hỏi này, xin mời quý vị ngày mai đến Bồ Đề Phật Quốc. Hiện nay Bồ Đề Phật Quốc đang có pháp hội dược sư diễn ra từ ngày mai cho đến ngày Chủ nhật luôn. A Di Đà Phật, chào chúng con cung thỉnh thầy tiếp lời cho câu hỏi vừa rồi, hay là thầy đã xong một phần về sự công đức diệu dụng của cái sự tụng chú. Dạ vâng, thì như chúng tôi đã thưa với các vị rồi đó, tức là mỗi liều thuốc nó đều có khả năng chữa trị cái căn bệnh của chúng sinh. Cho nên người có tâm bệnh loại nào thì sử dụng cái phương pháp đó. Thì phương pháp trì chú tụng kinh niệm Phật thiền hành đều có tác dụng là ly niệm. Mà ly niệm tức là gì? Tức là tạm rời xa niệm niệm sinh diệt. Đó là cái cơ sở để chứng đắc niết bàn. Cho nên tác dụng của nó là như nhau mà thôi. Chỉ khác nhau ở chỗ là căn tánh của chúng sinh. Chúng sinh nào phù hợp với phương pháp nào thì hãy sử dụng cái phương pháp đó. Người đeo đầu thì uống thuốc đeo đầu. Người đeo bụng thì uống thuốc đeo bụng. À, và cái đeo nào nó cũng làm chúng ta khổ. Cho nên muốn dứt khổ thì phải dứt cái cơn bệnh. Mà dứt cơn bệnh thì đeo cái gì cho uống thuốc đó. Tâm chúng sanh như thế nào thì cho một cái phương thức như vậy cho phù hợp. Chỉ vậy thôi. Còn tác dụng của các pháp môn giống nhau mà thôi. Dạ, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, như vậy thì mình là người Phật tử, mình thường tụng những bài chú nào? Hay là ở chùa thì thầy thường hướng dẫn Phật tử tụng những bài chú nào? Kính bạch thầy. Dạ, kính thưa quý vị. Ở tại chùa, theo văn hóa Việt Nam thì sáng sáng và Phật tử thường hay tụng bài chú Lăng Nghiêm, rồi Đại Bi, rồi Thập Chú. Và đó là những cái câu chú mà phổ biến. Còn nhiều câu chú khác nhỏ nhỏ nữa thì tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái nghi thức mà chúng ta sử dụng khác nhau. Hoặc là có người thì chuyên phát triển về một cái câu chú chủ đề, hoặc là câu chú vãng sanh, hoặc là chuyên hành trì tâm chú thủ lăng nghiêm, hoặc là chuyên hành trì chú đại bi. Thưa quý vị, chúng tôi còn nhớ trước năm 1975 có một câu chuyện là có một vị bác sĩ nổi tiếng được ghi lại ở trong Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Có nhắc đến vị bác sĩ này khi đi lạc ở trong rừng và mắc cái cơn bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà lúc bây giờ khi nói là cơn bão bệnh, nhưng mà không có thể cứu được. Bác sĩ đông y tây y đều bó tay hết. Nhưng rồi vị bác sĩ này nhớ lại lúc còn nhỏ, nhờ lắng nghe mẹ mình đọc câu chú công đức bảo sơn thần chú. Và vị bác sĩ này hành trì có một đêm thôi, và sáng hôm sau bệnh tật tự nhiên nó tiêu tan và khỏe mạnh đi về nhà được. Như vậy thì thưa quý vị, trong cái diệu dụng của trì chú, chúng ta không thể nào nghĩ bàn cho được. Thành ra đây chính là cái
cái tác dụng tuyệt vời của mật chú. Dạ, cảm ơn các vị đang lắng nghe. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nếu người Phật tử muốn thành tựu trên phương diện trì chú thì ngoài bản thân mà họ thành tâm trì chú thì họ cần phải hành những gì nữa, chẳng hạn như là có cần phải giữ giới không, hoặc là có nên học Phật pháp không, để mà có thể là tập trung như vậy thì nó điều phục cái tâm loạn động của mình hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Giới định tuệ nó như là cái nhà ba tầng. Giới là cái tầng 1, định là tầng 2, tuệ là tầng 3. Thì thưa quý vị, nếu như không có giới thì làm sao mà phát sinh định được. Thành ra người hành trì mật chú là đi vào trong đại định. Do vậy cho nên giữ giới là rất cần thiết ạ. Dạ, xin cảm ơn các vị. Xin mời câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật, kính mời quý vị đặt câu hỏi. Nhà thầy giảng dùm, tôi trong cái tình trạng là coi như nếu mà một Phật tử bị thân bệnh thì có thuốc, còn tâm bệnh thì làm sao, còn nếu mà nghiệp bệnh thì mình sám hối. Như vậy vấn đề tâm bệnh thì làm thế nào để mà mình có thể nhờ họ thường tọa có thể hướng dẫn dạy dỗ dùm. Cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đối với bệnh gì cũng vậy thì bác sĩ phải hiểu rõ cái bệnh lúc bây giờ mới cho thuốc được. Cô nói rằng tâm bệnh là bệnh gì từ tâm, cái tâm bệnh này nó sinh ra từ đâu chúng ta cũng có thể biết được, do hoàn cảnh sinh hoạt gia đình, do hoàn cảnh tình cảm, do hoàn cảnh kinh tế, do cái hoàn cảnh làm ăn xã hội, hoặc là do nhiều thứ lắm, mà chúng ta phải ít nhất hiểu ra được nguyên nhân. Và khi hiểu nguyên nhân thì dĩ nhiên phải có cái phương pháp đối trị. Cho nên nói tới tâm bệnh thì cái tâm gì bệnh gì mới được, chứ còn không thể nói rằng tâm bệnh thì phải chữa cái gì. Nhưng thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hiểu rằng là quá trình sáu căn đi tìm kiếm sự tiếp xúc của sáu trần mà sinh ra sáu thức. Quá trình này thức tâm của chúng ta nó tiếp xúc với những cái chất không có thánh thiện, không có lành mạnh. Do vậy cho nên tâm ăn những cái chất tạp ế, do vậy mà sinh bệnh. Thành ra giờ đây chúng ta chỉ cần trừ bỏ nó bằng cách hướng tâm của mình trở lại với một đời sống thánh thiện, phát tâm quy tâm bảo, thọ trì năm giới cấm và sống với đời sống của bát thánh đạo, nhẫn chịu những nghịch cảnh khó khăn một chút, thì tự nhiên bao nhiêu thứ khổ đau kia từ từ nó sẽ tan biến. Cũng giống như chúng ta rót một cái ly chất nước khác vào ở trong ly nước mặn, qua một thời gian thì cái chất nước mặn kia nó sẽ tự tan hoại. Đây là cái cách mà giải trừ chuyển hóa tâm của chúng ta. Dạ, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy. Hy vọng là câu trả lời của thầy vừa rồi là một phần nào giải đáp được cái sự mà thắc mắc của cô. Nếu mà có dịp thì mời cô về Bồ Đề Phật Quốc để dự pháp hội Nhật sư. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, như vậy thì đó là cái phần mà thầy trả lời về cái giữ giới trong lúc mình trì chú thì mình sẽ dễ có phần thành tựu hơn. Câu kế tiếp là như vậy, có người cũng trong đạo tràng có khi mới đến hỏi: ủa, Nhật Từ cái câu biến thuật biến thủy cho ngôn là như vậy, là gì vậy Nhật Từ? Con nên để con hỏi thầy. A Di Đà Phật và kính thầy. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường, xin cảm ơn quý vị đang lắng nghe. Thưa quý vị, câu chú biến thực biến thủy nghĩa là gì? Thì nó, cái tên đã thể hiện năng lực của thằng chú rồi. Biến thực tức là biến ra những cái thực phẩm, biến thủy tức là biến ra những nước uống. Câu chú này phát khởi từ đâu? Trong một lần tôn giả A Nan, câu chuyện này, xin lỗi các vị, câu chuyện này được ghi lại ở trong kinh Tạng Nikaya. Tôn giả A Nan ngồi thiền ở nơi đồng trống, lúc bây giờ thấy có một con quỷ la sát nó đến trước mặt và nói thế này: 3 ngày nữa ngài sẽ mất đi và thần thức của ngài sẽ sinh vào hàng ngã quỷ của như chúng tôi, chịu sự đối khắc thống khổ vô cùng. Tuy nhiên nếu như ngài có cách nào bố thí cho vô số những chúng sanh đối khổ ở trong hàng ngạ quỷ chúng tôi với một cái đấu to đầy đủ thực phẩm
đấu to như là cái đấu gạo, đấu lúa của vua A Dục, xin lỗi, của vua nước Ma Kiệt Đà. Thì nhờ cái phước báo đó mà ngài sẽ thoát khỏi cái kiếp đọa vào hàng ngạ quỷ, và chúng tôi cũng nhờ đó mà được cái phước sinh thiên, sẽ gia trì hồi hướng cho ngài. Nhìn thấy cảnh như vậy, tôn giả A Nan kinh hãi tới mức lông tóc dựng đứng. Tôn giả A Nan trở về bạch hỏi Đức Thế Tôn, bây giờ làm sao? Thì Đức Phật mới chỉ cho hai câu chú, đó là câu chú biến thực và biến thủy. Nhìn vào lấy một ít bảy hạt cơm bỏ vào ở trong ly nước, hoặc là một cái cọng bún dài độ chừng bằng một gang tay bỏ vào ở trong ly nước, và nhìn vào trong ly nước đó mà đọc câu chú biến thực biến thủy. Khi đọc câu chú biến thực 7 lần, câu chú biến thủy 7 lần, đó là cúng thí cho những loài ngạ quỷ, những loài súc sanh đối khác. Còn nếu như cúng cho Phật, cho Bồ Tát Thánh Hiền thì cũng sao? Cũng đọc cái câu chú tương tự như vậy mà đọc 21 lần. Và khi đọc xong 7 lần câu chú biến thực, 7 lần câu chú biến thủy, xong rồi đọc 4 danh hiệu của Phật nữa, đó là xong rồi thì đem cái ly nước đó đổ xuống dưới đất. Thì khi mà ly nước vừa chạm đất, thực phẩm vừa chạm đất, thì lập tức nó biến hóa ra vô lượng thức ăn để cho các loài ngạ quỷ đối khác kia thọ dụng. Và khi chúng thọ dụng xong thì chúng cũng lập tức là lìa bỏ thân ngạ quỷ, và nhờ công đức đó mà sinh thẳng lên các cõi trời, trở thành những vị chư thiên sung sướng. Thưa là quý vị, đó chính là diệu dụng, đó chính là gì? Đó là sự mầu nhiệm của thần chú biến thực biến thủy. Dạ, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, thầy đã cho con biết bối cảnh của mật tông và nguyên nhân tại sao mình phải trì chú, và câu kế tiếp con câu hỏi của con là như thế này: trì chú đem lại công đức gì cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh, và đơn cử là mình nên trì chú gì? Dạ. Kính thưa đại chúng, cảm ơn Nhật Tường. Trì chú nó có lợi ích gì cho mình và cho mọi người? Thì thưa được quý vị, nhiều sớm chúng tôi đã nói mang mát nhiều chỗ rồi. Trì chú nó lợi ích bản thân của chúng ta, đó là lợi ích bất khả tư nghị. Chúng ta nếu như có niềm tin sâu xa vào sự giác ngộ của Phật và lời dạy của Phật, chúng ta tạm gác bỏ những cái gì diễn ra trong quá khứ, những gì tương lai chưa đến chúng ta cũng không quan tâm nữa. Chúng ta dùng hết sức tâm trí của mình chuyên nhất vào một câu mật chú, một câu thần chú nào đó mà chúng ta chọn lựa. Câu chú này chúng ta yêu thích câu chú nào thì chúng ta chọn câu đó. Và như quý vị biết đó, khi chúng ta khởi tâm nhàm chán những cảm thọ phiền não đến đi trong tâm chúng ta hoài thôi, chúng ta nhàm chán nó, muốn bỏ nó đi, thì chúng ta nên an trú vào trong cảnh ly niệm. Như vậy thì trì chú là một trong những phương pháp ly niệm. Và nhờ ly niệm đó mà chúng ta an trú trong đại định, khởi hiện quán vô thường, thấu rõ được tự tánh vô ngã của các pháp, và hiểu rõ cái tánh tịch diệt của nó, thì lúc bây giờ chúng ta đi vào trong cảnh giới vắng lặng niết bàn. Như vậy thì rõ ràng trên phương diện này, trên cảnh giới này, trì chú có tác dụng giúp chúng ta đi thẳng vào trong cảnh giới niết bàn của Như Lai. Như vậy thì trì chú đem đến lợi ích cho chúng ta là lợi ích bất khả tư nghị. Còn nếu như mà đem đến lợi ích cho xung quanh thì cũng rất nhiều, thưa quý vị. Chúng tôi có nghe đâu tự truyện Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói rằng có một lần có một cái ngôi làng nào đó mà bị dịch bệnh. Thì lúc bây giờ ngài cùng với các vị đệ tử đi một vòng xung quanh ngôi làng đó và trì chú đại bi. Chỉ có vậy thôi mà lập tức bao nhiêu thứ dịch bệnh trong ngôi làng đó tự tan biến. Như vậy thì cái lợi ích đem đến cho chúng sinh là bất khả tư nghị. Đối với thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì cũng như vậy. Nơi nào còn hành trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì nơi đó còn sự hiện hữu của chánh pháp. Và chú Thủ Lăng Nghiêm như là đại biểu của chánh pháp. Do vậy cho nên
Trì chú Lăng Nghiêm không những đem đến lợi ích bất khả tư nghị cho bản thân, mà đem đến lợi ích vô số cho chúng sinh. Cảnh giới này là cảnh giới bất khả tư nghị. Điều này chỉ có những ai thực chứng, chỉ có những ai hành trì mới thấy rõ. Còn nếu chúng ta trên phương diện của biển bát ngôn từ, thì mãi mãi chỉ là tiếp xúc với văn tự Phật Pháp, chứ không phải tiếp xúc được với pháp vị của Như Lai. Chúng tôi xin dừng câu trả lời ngắn đây. Dạ, cảm ơn Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, cũng trong cái phạm vi mà công đức của sự trì chú đó, thì con cũng đã một lần hoặc hai lần thấy được là ở đạo tràng mình khi mà trì chú thì Thầy có làm lễ kiết ấn. Vậy khi Phật tử tại gia họ trì chú, họ có cần làm lễ kiết ấn hay không, kính bạch Thầy? Dạ, thưa quý vị, kiết ấn thực ra nó không phải là làm lễ, mà có nên kiết ấn hay không. Thì thưa quý vị, tất cả những ấn chú ở trong mật chú nó như thế này, là khi tâm quán tưởng chữ án ở trước trán của mình, rồi miệng thì niệm chơ ngôn, và tay thì kiết ấn. Thì các ấn chẳng hạn như là ấn tam bảo như thế này ha, chẳng hạn như ấn tam bảo như thế này ha, hay là ấn tam bảo ví dụ như thế này, các vị nhìn trên tay thế này là ấn tam bảo. Thì thưa quý vị, kiết ấn như thế này để chi? Mình đỡ thế này thì mình giữ cái tâm mình á, thân mình trong trạng thái trang nghiêm, rồi miệng niệm chơ ngôn, và tâm mình trước trán quán tưởng chữ án. Như vậy thì trong cái sự quán tưởng này, đây gọi là tam mật viên dung. Thân trang nghiêm thanh tịnh, miệng niệm chơ ngôn và tâm quán tưởng chữ án, đây gọi là tam mật viên dung. Và trong cái cảnh tam mật này thì bao nhiêu phiền não vọng tưởng, bao nhiêu thứ đều lắng động và rơi rụng hết. Thì đây chính là điều cái điều quan trọng của việc trì chú và điều kiết ấn. Tuy nhiên, chỉ lo rằng là chúng ta muốn sử dụng thần chú để mưu lợi cho bản thân và để hãm hại người khác, điều này là điều không nên. Thành ra ở trong mật chú nó có một cái ấn được gọi là ấn kim cang phược. Ấn kim cang phược này thường thường là chỉ có tổ tổ tương truyền, thầy truyền cho trò và truyền cho những học trò đắc pháp, chứ không thể nào truyền lung tung được. Bởi vì sao? Bởi vì ấn kim cang phược này là một cái ấn có thể phát huy dụ dụng bất khả tư nghị của vô số các cái ấn khác. Thành ra đối với việc kiết ấn của Phật tử tại gia và đọc trong kinh sách, thì thưa quý vị, đó chỉ là một cái kiết ấn để tăng trưởng công đức một chút thôi, cho nó vô hại. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể kiết ấn, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì nếu không biết cái tay chân mình nó cứng rồi, mình ráng mình kéo tay nó trẹo tay rồi phiền não. Thành ra thưa quý vị, chúng ta kiết ấn thì cũng tùy đó mà chúng ta sử dụng, nhưng chúng ta đừng lo, nó không có tác dụng gì hại cho mình đâu. Chỉ có ấn kim cang phược, ai mà biết được, nếu như người nào sử dụng ấn kim cang phược mà cầu mưu lợi cho tự thân thì nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp vô số, điều đó nó dẫn chúng ta đọa đày trong địa ngục. Thành ra ấn kim cang phược chỉ dành cho những học trò chân truyền và sử dụng nó để thi triển Phật Pháp thì công đức bất khả tư nghị. Điều này là cái điều cần nhất mà thôi. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì chúng ta cứ hành trì một cách tự nhiên thoải mái chứ không có sao hết, thưa quý vị. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, câu hỏi kế tiếp của con là đứng về phương diện mà linh nghiệm khi trì chú, là điều đầu tiên là ngũ vị tăng là gì, mà nếu mà một người mà dùng ngũ vị tăng thì họ trì chú có linh nghiệm hay không? Dạ. Kính thưa quý vị, thời của Đức Phật còn tại thế thì điều này Đức Phật không có quan tâm lắm đâu. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật thành đạo tùy cơ thuyết pháp, tùy hoàn cảnh nhân duyên mà sinh hoạt. Người ta cho gì ăn đó, miễn làm sao thức ăn đó không phải là thức ăn tạo ra những từ những cái hành động bất chánh là được rồi. Nhưng mà sau này Phật giáo phát triển thành những tông phái, và nhất là khi Phật giáo truyền sang các nước Trung Đông, thì lúc bây giờ đó là những cái môi trường nóng bức, hoặc là đến Phật giáo Trung Hoa thì Phật giáo sống những cái đời sống tập thể đông người, mà nếu như sử dụng ngũ vị tăng như là hành, tiêu, ớt, tỏi, riềng, những cái loại mà nó có cái chất tanh hôi, ăn vào nó tiết ra những cái mồ hôi như là tối rồi nó mồ hôi nó hôi lắm, và ở trong tập thể sống phiền não lắm. Cho nên chư tổ của chúng ta lại nêu cao điều này để ngăn đê những người lạm dụng. Và nếu như mặt sinh lý nữa thì ngũ vị tăng nó có cái tác dụng là kích thích cái ái dục. Chúng ta tu tập để đoạn trừ ái dục, nhưng sử dụng nó làm trở thành một loại kích thích ở trong máu,
thì vô tình nó làm hại cho quá trình đoạn trừ ái dục của chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta cũng không nên dùng. Và đứng về mặt phương diện linh thiêng của mật chú, thì thường người hành trì mật chú là người cầu cái gì? Cầu cái sự hỗ trợ của các vị hộ pháp chuyển thần. Mà các vị hộ pháp chuyển thần á, những cái mùi tanh hôi họ không có thích. Thậm chí những cái cây nào á mà có cái mùi hôi quá hoặc là thơm ghét quá thì người kiết thất mà trồng cái cây đó bên cạnh cũng nên chặt bỏ đi, chứ không có nên là trồng cái cây có mùi thơm quá ở bên cái thiền thất của mình, thì huống chi là mình ăn ngũ tăng nữa. Do vậy cho nên ở trong mật tông á là gần như là nghiêm cấm người hành trì mật chú mà sử dụng á là ngũ vị tăng. Nói một cách vén tắt, tức là người sử dụng ngũ vị tăng trong tu tập thì gây chướng ngại, và trong mật chú thì hoàn toàn mất đi sự linh hiến. Do vậy cho nên ngoài việc giữ giới thì kiên cử ngũ vị tăng là một cái điều rất quan trọng đối với người hành trì mật tông. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, nếu có người hôm nay nghe trì chú hay thì họ tập trung về trì chú, nhưng bữa khác nghe vị thầy khác giảng là niệm Phật linh nghiệm sẽ được giảng sanh thì dồn qua niệm Phật, rồi bữa kế tiếp nghe nói hình thiền là tốt thì lại là tu tập thiền định. Câu hỏi của con là đứng về mặt phước thì cái người mà làm như vậy đó thì có phước hay không? Còn về phần mà điều phục loạn tâm đó thì cái này nó có đúng như vậy hay không thưa thầy? Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Đây là một cái hiện tượng phổ biến ở trong Phật tử của chúng ta. Chúng ta đi sinh hoạt nhiều ngôi chùa, nghe nhiều vị thầy giảng, và chúng ta thường bị thuyết phục bởi cái sự thuyết phục của vị thầy đó. Chúng ta nghe một ông thầy hướng dẫn niệm Phật hay quá, thành ra chúng ta cũng niệm theo. Chúng ta đến chỗ khác nghe vị thầy hướng dẫn mật tông hay quá thì chúng ta cũng trì chú theo. Điều này là rất là bình thường, phổ biến ở trong Phật giáo mà thôi. Tuy nhiên thưa quý vị, nếu mà công đức á, thì ngay khi chúng ta trì chú, lập tức chúng ta có công đức rồi. Ngay khi niệm Phật chúng ta cũng có công đức rồi. Nhưng công phu của chúng ta nó không có được chuyên nhất, thành ra cái tác dụng không cao được. Cũng giống như người cọ cây lấy lửa, lấy hai cái thanh tre cọ cọ thế nào nó nóng lên rồi nó phát sinh sự cháy. Chứ mình cọ cọ mất nửa chừng rồi mình dừng lại thì cái sự cháy đó nó cũng không thể phát sinh được. Do vậy cho nên khi tu tập chúng ta nên phát tâm học tập chút xíu. Quý Phật tử tại buổi được Phật Quốc đây cách này trên 4 năm, lúc bây giờ chúng tôi khuyến khích là nên học Phật Pháp. Bởi vì nếu không học Phật Pháp thì chắc chắn không có kiến thức để chọn lựa phương thức tu hành. Do vậy cho nên quý Phật tử ban đầu thì cũng hơi mệt một chút, nhưng mà sau đó cũng phát tâm. Đến đây thì thấu hiểu rất nhiều. Và một khi đã có thấu hiểu rồi thì chúng ta biết cách chọn lựa. Chọn lựa đây gọi là trạch pháp, tức là chọn một cái phương thức tu hành cho chính mình. Rồi từ trạch pháp đó mà chúng ta tinh tấn hành trì, như vậy nó mới phát triển được. Còn chúng ta chưa có kiến thức mà chúng ta vội vàng á, là chấp nhận một phương thức hành trì, rồi chúng ta không có để ý kỹ mà chúng ta đã vội vàng hành động theo, thì chắc chắn chúng ta sẽ lầm lẫn. Do vậy cho nên chúng tôi mong rằng nhân câu hỏi này, quý vị nên phát tâm đến Bồ Đề Phật Quốc để chúng ta tham dự một khóa học. Khóa học nó hơi dài một chút, nhưng nhờ như vậy mà như là mưa lâu thấm đất á, thì chúng ta mới có cái sự thấm nhuần Phật Pháp, và chúng ta mới biết cách chọn lựa pháp môn thích hợp cho mình. Và chúng ta sẽ tránh cái tình trạng là nay chọn pháp môn này rồi mai pháp môn kia, và cái tính chất pháp môn không khéo á, lại có cái gì nữa, lại có cái sự là đa kích lẫn nhau, là thuyết phục lôi kéo lẫn nhau, và vô tình đã tạo ra khẩu nghiệp nữa là khác đó thưa quý vị. Dạ, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, thì hôm đi hành hương có một cô nhà con đặt câu hỏi, cô nói là cổ rung quá khi gọi vào. Thì câu hỏi của cổ là cô nói là cô nghe nhiều thầy cũng giảng về cái câu này, cái câu là khi Đức Phật mà mới vừa được mà đến với chúng ta ở cõi thế gian này thì đi bước đi 7 bước, ngón tay chỉ lên trời là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì câu hỏi là như thế nào? Giờ đây con cũng nhờ con để hỏi thầy, hy vọng là Nhật Tường đã chuyển tải cái phần câu hỏi đó của cô. Với Đạo Phật, con kính thầy.
Dạ, kính thưa quý vị, Phật tử này đã đi hối nhiều thầy câu hối này, hôm nay hối tới thầy Huyền Châu nữa. Thì thưa quý vị, định là thầy Huyền Châu không thể trả lời đâu. Tại câu hối này, câu hối các vị đại thường nghe và các thầy nghe rồi, và hối thêm một vị thầy nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu thưa quý vị. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta cảm nhận Đức Phật ra đời để làm gì, và chúng ta sử dụng lời dạy của Ngài như thế nào vào trong cuộc sống của mình, để chúng ta đoạn trừ những phiền não khổ đau, để chúng ta thành tựu sanh tử tự tại. Đây chính là điều quan trọng nhất. Còn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái câu này ai ai cũng biết, ai ai cũng nghe. Nếu có nghe thêm không hay, không khéo thì biến cái câu trả lời của thầy Huyền Châu trở thành một cái minh chứng để biện bác với người khác, thì điều này là điều không nên chút nào. Lấy thầy này so với thầy kia, lấy thầy kia so với thầy nọ, những điều này á sẽ tạo ra những cái gì đó thị phi điên đảo, chứ không phải là cách hay giải thoát. Ở tại đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc này, cũng như là viện Phật học ở trong lớp, Phật tử hỏi chúng tôi: thưa thầy, thầy đó dạy thế này, thầy kia dạy thế kia, sao ý làm sao? Thầy nói: cô chú hãy nên hỏi vị thầy đó, nghe thầy nào giảng chưa hiểu thì mình nên hỏi trực tiếp với vị thầy đó, không nên lấy cái câu giảng của ông thầy này đi hỏi lại ông kia. Và không đầu không đuôi, không tường tận, không rõ ràng, không khéo giải thích nó sai lệch, rồi trở thành sự mâu thuẫn chống trái, nó không cần thiết ra thưa quý vị. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, có nhiều Phật tử khi họ thân bị mang một bệnh gì đó mà họ thành tâm phát nguyện là trì chú đại bi để mà nhờ vào cái thần lực tha lực của Đức Phật để mà có thể mà mình giải trừ được cái bệnh nghiệp đó. Vậy qua cái phần cái câu hỏi của con là chú đại bi ở đây có cái sự ảnh hưởng gì khi mà chúng ta thành tâm cầu nguyện về sức khỏe của mình? Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Kính thưa quý vị, về sức khỏe thì ở sức khỏe thì người ta gọi là thuốc thì đau thì ma cầu ha, tức là đau thì phải uống thuốc, và có ma thì phải cầu khẩn cung kính. Đó là cái lời dạy của ông bà chúng ta ngày xưa. Tuy nhiên, chúng ta đau thì mới nên tìm bác sĩ, chứ không thể nào đau mà chúng ta ngồi ở nhà trì chú được. Nhưng có những loại bệnh do vọng nghiệp điên đảo. Hồi xưa chúng tôi có hướng dẫn cho một ông cụ không biết chữ, suốt đời đi chăn bò cho người khác, và tới già vẫn còn đi chăn bò cho người ta. Ông cụ này rất là khổ cực, người ta chỉ cho một cái quần đùi thôi, không đủ cái áo để mặc nữa. Chúng tôi còn nhỏ thấy tội quá, hướng dẫn cho ông cụ câu chú đại bi. Ông học tới một năm mới thuộc. Thì chúng tôi hướng dẫn một ngày có một câu à. Và nhiều khi ông quên trước quên sau, ông cứ hối hoài. Chúng tôi cũng cần mẫn ráng nhẫn chịu, hướng dẫn cho ông được một năm và ông thuộc. Hôm đó ở trong làng có một cái cô bị ma nhập. Nói điều này trong khoa học thực tế thực tiễn thì chúng ta không có chứng minh được, nhưng mà người ta xem là tâm thần phân liệt. Nhưng mà trên thực tế thì ở trong Phật giáo những điều này chúng ta chứng kiến thì chúng ta thấy nó rõ thôi. Thì lúc bây giờ ông cụ này á đem cái mỏ đỡ gần cái đầu của cái cô Phật tử này, cái cô bị vong dựa này, gõ cấp 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 và đọc Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đọc hết cái câu chú đại bi thì cái con ma kia nó tan biến mất và cô trở lại bình thường. Từ đó về sau cô không có bị bệnh nữa. Thưa quý vị, như vậy một người không biết chữ với một hoàn cảnh khó khăn vô cùng như vậy, nhưng ở trong tâm tư trong sáng, chí thành chí thiết, hành trì mật chú mà có thể phát huy tác dụng siêu việt như vậy, thì với những cái loại bệnh như vậy thì thần chú nó có cái tác dụng chữa trị rất là siêu việt. Còn nếu như chúng ta đau thân bệnh mà muốn hóa giải nghiệp lực thì cũng có thể sử dụng mật chú, chứ không phải không có. Nhưng điều này trên thời lượng TV không đủ sức để mà chúng ta trả lời hết câu hỏi này. Mong các vị thông cảm và chúng ta đi qua câu hỏi tiếp theo. Dạ. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, thì trong thời gian qua thì cũng cho mới đây mà thời gian của chương trình Vấn Đáp Phật Pháp cũng đi qua rất lẹ, thì chúng ta cũng còn ít phút, thì con kính thỉnh thầy có những lời gì nhắn nhủ đến Phật tử, nhất là trong Pháp Hội Dược Sư mình tổ chức tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, kính bạch thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn Nhật Tường, kính cảm ơn đại chúng. Thưa quý vị, hàng năm nhân dịp đầu xuân, Bồ Đề Phật Quốc có tổ chức một pháp hội dược sư kéo dài 4 ngày, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tức là từ ngày 6 cho đến ngày 9. Ở trong pháp hội này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các vị dược sư sám pháp để chúng ta sử dụng cái pháp sám dược sư này cho hiệu quả, giải trừ nghiệp chướng cho chính mình. Cuối cùng, cái ngày cuối chủ nhật thì chúng ta còn có khóa lễ truyền tam quy ngũ giới, và đặc biệt là truyền du già Bồ Tát giới. Có một số Phật tử nói rằng là du già Bồ Tát giới, cái giới nó siêu việt quá, nó Bồ Tát quá, con không làm nổi. Chúng ta hiểu điều này là hiểu sai đó. Một người ăn xin có thể chia sẻ một cái phần cơm, một cái chia sẻ nửa chén cơm mà mình đã xin được trong ngày cho một người đối khổ hơn mình. Đó cũng là hành động của Bồ Tát. Bồ Tát là hành động thể hiện thái độ cứu giúp. Chỉ vậy thôi. Chúng ta hễ không mắc phải bảy cái trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, giết hòa thượng, hoặc là phá hoại hòa hợp của tăng chúng. Chúng ta phạm những cái tội đại nghịch như vậy, người đó không còn tâm từ bi thì không cho thọ Bồ Tát giới, còn ngoài ra đều nên thọ. Và ở Bồ Đề Phật Quốc, các vị đã ý thức rất lớn ở trong chương trình này, cho nên có nhiều vị đã ghi danh thọ Bồ Tát giới. Đây là một điều rất đáng mừng. Và sau đó thì sao? Chúng tôi thiết lập một cái đàn tràng thỉnh dược sư Thất Châu, thỉnh dược sư Thất Châu để cầu nguyện cái sự gia trì của Phật, và nhờ cái sự gia trì mầu nhiệm của Phật này mà chúng ta có thể ở trong một năm vượt qua những cái khó khăn chướng ngại. Con người phàm của chúng ta, khi khó khăn đến chúng ta mới biết, còn khi nó ở đâu xa chúng ta chưa thấy thì chưa tin. Nhưng thần lực bất khả tư nghị của chư Phật thường hay gia hộ cho chúng sinh. Hôm nay đàn tràng thỉnh pháp hội dược sư Thất Châu sẽ giúp cho chúng ta giải trừ rất nhiều nghiệp chướng. Do vậy mà chúng tôi mong rằng quý Phật tử xa gần, chúng ta sắp xếp thời gian từ 10 giờ sáng tới đến 4 giờ chiều, chúng ta quan lâm về tại Bồ Đề Phật Quốc để tham dự pháp hội dược sư này. Hơn thế nữa, ngày mai thì thứ sáu 8 giờ rưỡi thì quý vị cũng đến tại chùa rồi, để chúng ta thọ bát quan trai rồi. Dạ, cảm ơn các vị. Đó chính là vài lời mà chúng tôi muốn nhắn nhủ với Phật tử xa gần. Hy vọng quý vị luôn luôn tinh tấn sống trong ánh hào quang của chư Phật. Cầu nguyện quý vị thành tựu được nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy đã ban bố thời pháp hôm nay. Chúng con nguyện ghi nhớ những lời thầy dạy, áp dụng trong đời sống tu học. Kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trong thời gian vừa qua. Mọi chi tiết cũng như là những chương trình khác trên đài Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15, quý vị có thể cập nhật vào trang nhà www.bodephatquoc.org, hoặc là quý vị có thể gọi cho số điện thoại 714-804-3042, 714-804-3042. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới lúc 7 giờ tối thứ năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy.